Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha. Và đây là cho anh em xem set đồ của cao thủ đường môn. Cao thủ đường môn top 3, nói chung là Aknobita này nè, đó. Cho anh em xem liên đấu vừa rồi top 3 nha. Khải top 2, ông top 3. Này. Ok rồi. Đó, giờ nó giờ. Mình xem này. Đó. Đó, vũ kim báo thì video vũ kim báo top 1 khá đã cho anh em xem rồi. Khả top 2 của Nobita này là Nobi chuối, ông ta sẽ được top 3 nha. Đó, anh em thấy nhầm top 3 chưa? Mình này top 2. Rồi, xem số đồ anh em xem. Anh này thì nói chung đánh cũng khá là tốt, phòng thủ cũng khá là cao chứ không có thấp như nè. Ở đầu video thì liên đấu Khải có thua anh này một trận, vì Khải thì không phòng thủ không bằng người ta. Nên cùng xem set đồ nha. Hạt này hạng 109 máy này, set đồ này phòng thủ 15 này, đó nón 15 này, đó đại lưng 15 này, đó. Nói chung là ở video đầu thì Khải thua phòng thủ này, nên là nhiều đánh lại này Khải đánh không thôi. Dù đánh đạch này Khải đánh không nói là Khải không được chẳng đầu tiên. Sau này Khải sắm full chết là Khải ăn lại nha nè. Nên xem video bắt 1, bắt 2 nè, biết Khải có 100 hay bắt 1 thì thôi. Nó phòng thủ khá là cao, thấy chưa? 3 món thủ 15 là 45 rồi. Kèm hơi kìm 12 nữa, anh em thấy chưa? Đồng thủ anh này khá là cao là Khải thua 1 trận đạch này. Sau này Khải ăn lại 2 trận là Khải thua 2, ăn 21 nè, Khải ăn 21. Đó, áo này 40-17. Vũ khí nè, sau thương 39 dòng 1 cao. Và những video đầu tiên thì Khải cũng mang cái nỏ dòng 1 thôi, không có tóc, chung là tương đối, nhưng mà lượng máu mình thấp quá. Ông này xấy 1-2 cái Khải chết rồi. Đó. Và giày 32-19, nhẫn 19, nhẫn 530, thông pháp 7, ngầm bội 520. Đó. Cái đồ này thì tính ra thì hôm trước ông mang cái nhẫn làm chậm cho nam, không mang nhẫn họ nha. Hôm trước ông mang nhẫn làm chậm 30 30 hay 20 chỗ này á, cho 20 đi, 20 cái nhẫn này đúng không? Xong rồi nhẫn này 30 là 50, cái mũi ngập bồi này 20 là 70, với chiền 20 là 90 làm chậm nè. Đó, 90 làm chậm và phòng thủ rất là cao. 15 là 45 với cái này 55 với 2 nữa là 57 nè. Đó, 57 trừ ra âm thì ạch này dương 40 á. Lúc đầu Khải thua là thua phòng thủ nè, lúc đầu phòng thủ Khải có 20 à, đánh không lại. Cái này dương 40 á nè, anh em xem nè, 15 này, 30 này, 45 này, đúng chưa? 45 này, 55, 57 57 trừ ra còn 15 âm đi thì ạch này dương 40 rồi đó. Lúc đó Khải đánh không lại là chỗ đó nè. Ạch này phòng thủ hơn 40, lúc đó Khải phòng thủ có 20 à, đánh không lại này, ở thua một trận đầu tiên. Vì sao Khải ăn 2-0 lại nha, vì sao Khải ăn là 2-1. Đó, nói chung là anh em thấy ạch đường môn chưa? Cái tầm này là liên đấu đường môn và đường môn mà phòng thủ càng cao càng tốt, đấu cao hơn tí là ok nè. Em sẽ đổi nha, cũng tương đối là em không phải quá biết, nhưng mà tầm này đánh đường môn với đường môn là hạng 3 là em hiểu rồi. Người ta cũng biết mật độ phòng thủ khá là cao, không biết đâu. À, nói chung thì đây là top 3 liên đấu đường môn nha. Đó, top 4 là Khải Hồng Soi rồi, top 4 là Thiên Trang Khải Hồng Soi rồi. Đó, và đây là top 3 liên đấu. Đó. Ok nha, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Nobita một like cho một chia sẻ, cũng như ủng hộ kênh Duy Khải cho mình một like chia sẻ cho nha. Đó, anh em thấy top 3, top 2 đúng không? Đẹp không?